Hai cho anh em nói chuyện nữa, mình là Tờ Lũ Anh 98. Đây là video bản áp tập 460 của mình với một AK tứ hồn server rất là mới, giá siêu rẻ dành cho các anh em. Đội hình hiện tại thì bao gồm các võ sĩ như sau. Leo La Dị 6 sao, vũ khí đầy đủ luôn. AK này ở server rất là mới các bạn, server số 146 nhá. Leo La Dị cũng Yori Dị, cặp dị nhớ chung với dị tỉnh nào đầy đủ, tắm tắt. 2 7 sao, 3 hồn vũ khí luôn, 2 lít thức tỉnh rồi. Yashiro thổ hai hồn vũ khí. Bây giờ kiếm hồn vũ khí Yashiro thổ rất dễ ở trong cái chế độ là chế độ gì nhỉ? Đó cái tí mình chơi hồn chít loại hồn vũ khí 4 sao rồi đều chế độ tranh bá thế kỷ đúng không? Đây, dài 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 đấu tranh bá thế kỷ đây đúng không? Đấy, các anh em kiếm cái hồn vũ khí của nó trong này nó rất là dễ. Hỏi lên thành ra lui mắc bình ấy, đúng không? Mắc bình ấy, mắc bình ấy, đúng không? Ok. Top lục chiến và top server mình check nhanh chóng như sau. Lục chiến top 20, tầm bổ khoảng top 12 13 4 gì đây đúng không? Ok. Về tốc độ trưởng của A này trong 20 giờ 59 mình chơi hết sức nhanh chóng trong. Rồi, A đang khá chắc chân trong vòng top 20. Mình nghĩ là một cái top khá ổn với vị hình tứ hồn thời điểm hiện tại. Môn nước carbon thì mình chơi như sau, 146 xem vào mới thành ra không full môn được đâu nhá. Lục môn chính ra thất môn. Nhất môn, tứ môn đang nâng lên ngũ môn và cuối cùng Yashiro thổ tứ môn cùng chít hỏa cũng đang lên lên môn. Nói chung thì các anh em chơi dần dần thôi, server mới mảnh chít hỏa Yashiro thổ vân vân thì vẫn còn tích được ở trong các chế độ như đấu trường hộ quán chiến rồi là võ đài vân vân đúng không, từng ngày nó mới tăng lên được. Á này thì còn siêu lợi tức tới 12 ngày, chủ á đang chơi nhưng mà mua cái ác vip cao hơn của mình nên thành ra là bán ác này đi. Còn lợi tức tới siêu lợi tức tới 12 ngày các anh em cũng không nhất thiết phải nạp đâu, mỗi ngày có 200 kim cương free thêm vào nhá, thêm 200 kim cương từ đấu trưởng nữa đúng không, 400 kim cương quá ngon này, quay một quay mắn khoảng độ 400 kim cương nữa, ngày 800 kim cương làm các sự kiện lăng nhăng đã mỗi ngày 1000 kim cương đùa đâu đúng không, ngày 1000 kim cương đấy. Bên dưới này thì có Omiarugo 4 sao cao nét, mình xem còn thiếu bao nhiêu võ sĩ, thiếu khoảng độ 9 võ sĩ thôi, trong đó có Rugo gần như lấy rồi. Trong chế độ tranh đoạt lên server thì các anh em đổi thêm 6 mảnh nữa thì cũng sẽ có Omega Dugo về đội thôi đúng không? Đây chủ ba cũng đang đổi rất là tích cực. Ok, mình xem còn thông tin gì cần phải check của ác nữa không nhỉ? Về túi đồ của ác, đây là hồn hiệu hồn sách, đây là hồn kiwa, đây Crosser, đây là của Giz, 65 mảnh vạn năng. Trong số các thẻ ở đây nổi trội nhất là thẻ Orochi Google đúng không? Còn bao nhiêu chiến thần? Rồi mới tham gia sự kiện chiến thần hôm qua hôm kia quên béo. Lấy xem Oxy check rồi. Ok, mình nhận check đủ thông tin của ác. Giá ác là 350k. Bạn nào mua ác liên hệ với mình trong số điện thoại cũng như link Facebook bên dưới phần mô tả của video. Đây là video bán ác tập số bao nhiêu đấy? 460.